trong ván này họ lại quyết định không lựa chọn Caitlyn mà là cấm nó đi. Xin ra là lượt cấm cuối cùng đến từ bên phía của Katie Roster và để xem. À, đây là lý do mà Brand họ muốn cấm đi Caitlyn để khóa vào Jerry cho cái slot first pick của mình. Rồi, như vậy đáp trả khu vực dưới sẽ là bộ đôi nào đây, khi mà chúng ta đang thấy Kama, Jin, một bộ đôi có khả năng đẩy đường khỏe khu vực dưới. Nhưng quyết định đến từ bên phía của Katie Royster đó chính là Tristana dành cho Amin. Một sự lựa chọn cũng tương đối là mạnh mẽ thời điểm cấp độ 3, và để coi họ sẽ vận hành cái vị tướng này sẽ là như thế nào. Và tiếp tục là câu bài Lee Sin. Như đã nói, đây là một cái vị tướng tẩy dành cho bên phía của Katie Royster, có thể được xuất hiện khu vực đường trên và được khu vực rừng dành cho đội hình của họ. Tristana, một sự lựa chọn khá thú vị đến từ KT. Nó có thể đi ở rất nhiều đường, đường trên, đường giữa và đường dưới. Và KT giống như ván thi đấu trước, họ cũng đang có cho mình những sự lựa chọn mở đến từ cả hai con tướng Tristana cũng như là Lee Sin. Và Fredbrand tiếp tục tin tưởng vào con Poppy nằm trong tay của Umty. Ở trong ván đấu trước thì thực sự Umty chưa hoàn thành tốt lắm cái nhiệm vụ đó là bảo kê cho tuyến sau của mình, và những tình huống hất của anh ta với cái E nó cũng không đạt được cái độ hiệu quả cao, khi rất ít khi chúng ta nhìn thấy những tình huống mà anh ta có thể làm choáng được đối phương. Và có lẽ rằng cái khả năng sử dụng chiều cuối âm tì là thứ mà đáng chú ý nhất của anh ta trong pha thi đấu vừa rồi. Cũng phải kể đến là anh ta đã có hai tình huống để cho vị trí của Eden cướp đi những mục tiêu lớn với những tình huống trừng phạt, và cộng kèm theo với một tình huống trừng phạt cũng khá là top team ở trong ván thi đấu đầu tiên nữa, thì âm tì cần phải có được một cái phong độ tốt hơn ở trong ván thi đấu thứ hai này nếu như Freeburn muốn cân bằng tỷ số một đều. Akali lần này sẽ nằm ở bên phía của Freeburn và nó có khả năng nằm trong tay của Morgan. Và nhắc lại một lần nữa thì Morgan là người chơi đường trên ở trong ván thi đấu thứ hai này dành cho Brand và Sword. Sau một ván thi đấu không thành công, anh ta đã phải lùi ra và nhường lại cái slot thi đấu dành cho một cái vị thần khác trong đội hình của mình, đó chính là Morgan. Aria được cầm vào cho mình con bài Leblanc tủ của anh ta và chủ động cấm đi Vega đến từ bên phía KT trong phase 2. Chính xác là như vậy, đây là cái vị tướng mà Aria đã sử dụng khá là nhiều ở trong cái giải đấu LCK. Nhưng quan trọng là nhiều khả năng chúng ta sẽ được thấy một cái kèo kỹ năng giữa Akali và Leblanc ở khu vực giữa. Nếu như đây là con bài Akali được xuất hiện dành cho đội hình đến từ bên phía Korea, sau đó họ chuyển dịch một vị tướng khác ở khu vực trên dành cho Morgan. Lượt cấm phase 2 đến từ bên phía Korea, mặc dù có tỷ lệ thắng lần đầu tiên nằm trong tay của Morgan với vị tướng rệ tinh, nhưng bên phía Korea thì họ cũng đã quyết định cấm đi cho mình đó vị tướng này rồi. Rồi để coi lượt cấm cuối cùng đến từ bên phía của Keteros là con Lulu để có thể kết hợp cùng với Jerry ở khu vực dưới. Nhưng chúng ta vẫn đang còn Yumi. Tôi có thể thấy đây là cái sự lựa chọn mà đang còn bỏ ngỏ dành cho bên phía của Katie Royster. Họ dụ cho đối phương bích Yumi và sau đó sẽ tìm ra một cái phương án tấn công mạnh mẽ hơn ở khu vực dưới chẳng hạn. Nautilus có thể gọi là một cái thiên địch khắc chế Jerry ở trong dàn vừa qua, khi mà cái khả năng khóa một mục tiêu đến từ cái thủy lô tầm nhiệt để có thể hạn chế đi phần nó cái sự cơ động đến từ Jerry làm sự lựa chọn cấm, mà tôi nghĩ cũng khá là dễ hiểu dành cho đội hình đến từ bên phía của Rion. Bộ đôi đường dưới đến từ bên phía của KT, khi mà họ bích Tristana, họ muốn đánh mạnh và công cụ để có thể bổ sung cho sự mạnh mẽ này đó chính là Rail dành cho Lai. Khi mà bên phía KT không chủ động pick vào Nautilus ở trong phase đầu tiên và quyết định để cho nó cấm đi bởi Fitbrand, thì họ đã có một phương án khác và đó chính là Rail. Mặc dù không phải là một vị tướng có những hiệu khống chế có thể chỉ thẳng vào đầu giống như là Nautilus, nhưng cái khả năng gây CC đến từ Rail thì nó cũng không phải là quá khó để có thể sử dụng. Cú W hack kim thuật có thể hất tung nhiều thành viên cũng tương đối là dễ dàng. Cú chiều cuối của Line cũng có một tầm hoạt động tương đối là rộng nữa. Và quyết định của Fitbrand nó không phải là một hỗ trợ buff dành cho D-Line, mà thay vào đó đó chính là Rakan để gia tăng thêm khả năng mở giao tranh cũng như là có thể ngăn cản được những tình huống lao vào, ví dụ như những pha nhảy lên đến từ Tristana, Lee Sin hay là Leblanc hoàn toàn có thể bị ngăn chặn lại bởi một pha mê hoặc đến từ Rakan nếu như D-Line làm tốt. Và nếu như cho tôi đoán thì tôi vẫn sẽ thiên về con Akali được đưa lên khu vực trên trước khi có sự khóa lại vào vị tướng Ryan, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu như đã cấm đi con Rayton thì có khả năng là Morgan sẽ muốn đánh Akali ở trong cái vai trò đường trên, và Lava sẽ lấy Ryan để đối đầu với con Leblanc đến từ vị trí của Aria, một sự chọn an toàn hơn rất nhiều. Nếu như để cho Akali đối đầu với Leblanc thì đây có thể vẫn sẽ là một kèo đấu khó dành cho Akali ở trong cái vai trò đi đường giữa, và Ryan nó sẽ là một sự phương án tốt hơn dành cho Lava ở trong cái ván đấu này.
Và ngược trở lại thì bên phía của KT họ cũng đẩy Lee Sin lên khu vực đường trên dành cho Rascal để có được một cái kèo mà phần nào đó có khả năng để thể đánh cùng với Akali, bởi vì cái khả năng để có thể phát hiện cái khả năng ngụy trang trong bông khói vẫn sẽ là có dành cho Lee Sin. Và chưa kể đó, Viego cũng sẽ trong những cái sự lựa chọn khá là đột biến dành cho Gildon trong một cái thế khía cạnh giao tranh nhỏ lẻ, thì với một cái khả năng có một cái đội tại cướp sát thì cũng tương đối là tốt. Và chưa kể cái lượng sát thương dứt điểm đến từ đội hình của bên phía cái KT roster là có, họ có lập lăng ở khu vực đường giữa, một trong những cái con tướng có khả năng chồng sát thương và dứt điểm một mục tiêu tương đối là nhanh chóng. Quan trọng là cái cách để có thể tiếp cận là như thế nào mà thôi. Đội hình đến từ bên phía Creon họ đang có cái sự cơ động nhất định đến từ vai trò xạ thủ và có được một cái khả năng chống chịu cũng không hề kém cạnh nha, bởi vì những món trang bị mà Poppy cũng như Rai hướng tới đều là những món trang bị giúp cho những vị tướng này có thêm cái lượng máu nhất định dành cho cái bộ trang bị của mình. Thì đây sẽ ván thi đấu mà chúng ta phải chờ cho tới giai đoạn đi đường. Giai đoạn đi đường nó cũng thể hiện được rất là nhiều điều khi mà chúng ta đang thấy được rất nhiều những cái kèo kỹ năng được xuất hiện. Đồng ý, và đây hứa hẹn sẽ là trận đấu sôi nổi hơn nhiều so với ván đấu đầu tiên nữa, khi mà đội hình của KT đang có phần rất khát máu với những vị tướng có khả năng tấn công cực kỳ mạnh mẽ ở những cấp độ đầu tiên. Toàn bộ năm con tướng của họ đều có khả năng đánh sớm cả, Lee Sin, Viego, LeBlanc, Tristana và cả Real nữa. Bất kể vị tướng nào cũng có thể trở thành những cái mũi nhọn carry dành cho các thành viên KT roster, và việc lựa chọn các đường để ganh dành cho Gideon tôi nghĩ rằng cũng không phải là quá khó trong ván thi đấu này. Akali đối đầu với Lee Sin đây có thể sẽ là một kèo đấu mà hai người chơi va chạm rất nhiều, và điều đó sẽ mở ra những cơ hội để cho những người chơi đi rừng hướng lên để ganh. Rồi là Morgan cũng chủ động là không cầm cho mình đó là tốc biến trong kèo đấu này nữa, mà anh ta hướng tới một cái thiêu đốt để gia tăng thêm khả năng giảm hồi máu dành cho Rascal, cũng như là có thêm những áp lực về điểm hạ cục ở trong cái giai đoạn đi đường. Aria đang sử dụng cái khả năng biến ảo của mình để thực hiện những tình huống cắm mắt sâu vào trong phần rừng đối phương, một con mắt cắm ra ở cạnh bãi chim để phát hiện ra hướng đi rừng đến từ vị trí của Amti. Thế coi có điều gì thú vị đến từ bên phía KT roster hay không? Rascal di chuyển vào. Amti đã có pha thi đấu mà tôi nghĩ khá là tinh quái. Anh ta thấy anh ta để cho Rascal giật ngược trở lại, sau đó anh ta mới bắt đầu khởi động vào khu vực bùa xanh. Thì anh ta không vẫn đang che giấu được cái sự hiện diện của mình ở trong cái vòng rừng đầu tiên. Còn ngược trở lại thì đây là cái ván thi đấu mà có hai nhánh áp đảo đến từ bên phía của KT roster, và hai nhánh áp đảo đó được hướng lên cho mình đó mắt thay hoa ma. Dự sẽ là một cái ván thi đấu mà cái khả năng kiểm soát tầm nhìn đến từ bên phía của KT đang có được cái cơ sở để có thể có được những cái bước tiến vượt trội. Khu vực đường trên, Rascal có một cái khiên Doran, phía bên kia thì Morgan đang sử dụng một cái nhẫn Doran cộng kèm với đó là hai bình máu. Khả năng đứng sau lính đến từ Rascal ở những cấp độ đầu tiên là có, nâng E trước đến từ Morgan. Khá thú vị, kích hoạt E2 đó tình huống trao đổi có lợi hơn dành cho Morgan. Có vẻ như là nâng Q đầu tiên thì nó sẽ hơi tốn nội năng dành cho bản thân của Morgan, và cái việc nâng E đầu tiên nó cũng sẽ giúp cho Morgan dễ dàng kích hoạt được nội tại bản thân Rascal. Anh Linh là một người chơi có thường xuyên đánh Lee Sin ở trong kèo đấu đứng trên, anh nhận định như thế nào? Trao đổi chiêu thức nó rất cắt vừa rồi nên Rascal đổi tốc biến để lấy khoảng tầm 100 máu của đối phương. Rồi để coi khu vực đường giữa thì như thế nào đây. Còn tình huống kích hoạt cho mình đó màn xương, ui đó tình huống ép được phép trợ tốc biến cũng tương đối là tốt ở thời điểm cấp độ 3 đến từ Gildon và Aria, đó thời điểm mà hoàn toàn có thể phù hợp dùng để có thể tấn công dành cho lập lăng. Và chưa kể đó Gildon ăn nửa vòng rừng của mình và sau đó có khoảng thời gian trống nho nhỏ, đồng ý là anh ta bị khựng lại một nhịp. Còn ngược trở lại khu vực đường trên thì tôi no comment nha, không có ý kiến với pha xử lý vừa rồi đến từ Rascal, không biết ý định của anh ta sẽ là như thế nào, bởi vì trước đó thì Morgan cũng đã hồi phục lại đến từ cái bình máu hồi phục rồi. Thì lượng máu của anh ta cũng đang đủ đầy chứ khó để có thể sốc chết theo cái cách vừa rồi đến từ Rascal, có ý định là có thể tiêu diệt đối phương luôn chẳng hạn. Đánh rằng đó là con Akali nâng quy ở cấp độ 1 đúng không? Thì với cấp độ lợi thế về việc lên được cấp độ 2 trước thì Rascal có thể thực hiện được tình huống solo kill chẳng hạn. Nhưng đó là con Akali nâng E ở cấp độ 1 thì khả năng trốn chạy của nó hoàn toàn có, mặc dù không có tốc biến ở trên người. Thì không hiểu lắm cái ý định của Rascal nhưng không sao, cái và xử lý nó cũng đã trôi qua rồi và Rascal vẫn đang giữ được cái ưu thế một chút xíu ở trong cái khoản đó là đẩy lính và farm ở trong cái kéo đấu đường trên. Mặc dù mất đi tốc biến nó sẽ khiến cho bản thân anh ta bị đặt vào một trong những nguy hiểm tương đối nếu như có sự có mặt của Amti lên khu vực cánh trên. Vừa rồi đó một pha hất tung tương đối tốt đến từ D-Live, nhưng anh ta cũng bị giữ chân lại với một tình huống kích hoạt làm choáng đến từ vị trí của Live, nhưng không sao cả dành cho bản thân của D-Live khi người ta lựa chọn cầm vào cho mình đó là một cái hộ vệ trong ván thi đấu này, và khả năng hồi phục đến từ bản thân của Rakan với những tình huống sử dụng phi tiêu lấp lánh liên tục nó cũng là hoàn toàn có. Về nhà Rascal chỉ bổ sung thêm một cái cục
máu đến từ Hồng Ngọc mà thôi. Nó không phải là một dưỡng trang bị quá tốt và Morgan vẫn đang cực kỳ tự tin ở đây. Âm ty đã di chuyển lên. Rascal rồi. Không còn tốc biến, Vita vừa lao vào với tình huống nộ vội cước của mình, tốc biến lên giữ chân Rascal lại, không đẩy được vào tường, nhưng đó vẫn là những tình huống đánh làm chậm liên tục với bùa đỏ, và đó là điểm chiến công đầu dành cho cú quỳ cuối cùng đến từ Morgan, không kịp thời đu qua bãi đá đến từ vị trí của Rascal. Nhưng Aria có mặt ở đây với tình huống dịch chuyển, đây là một pha dịch chuyển rất đột biến đến từ Aria, nhưng sát thương anh ta tạm thời là chưa đủ. Morgan vẫn còn đó là khả năng thoát về, nhưng đợt lính đang là cực kỳ xấu dành cho Morgan, phải có thêm sự quay trở lại đến từ âm ty để cho Morgan có thể giải quyết được đợt lính này. Đánh hơi chiến, Rascal đánh hơi chiến ở trong pha thi đấu vừa rồi, mà cái giá phải trả rõ ràng đó chính là cái điểm hạ gục thuộc về cho mình. Ui, quay ngược trở lại tấn công vào Aria và ép được phép trợ tốc biến đến từ Aria, nhưng Morgan đang khóc máu quá, anh ta lộ diện và anh ta còn lại cho mình đó 100 máu. Điểm hạ gục dành cho bên phía của Katy Royster. Một ván thi đấu mà chúng ta thấy được cái ý đồ vừa rồi đến từ Aria là anh ta chủ động tốc biến để có thể vào trong tầm trụ, và tầm trụ cũng đã giúp cho Aria có thêm cho mình đó cái lượng sát thương nữa. Và bên cạnh đó, nếu như mà có ung ty can thiệp trong tình huống tấn công vừa rồi thì Aria cũng không gặp nguy hiểm. Rất thú vị đến từ những tình huống va chạm của cả các vận động viên ở trong ván thi đấu này. Vừa rồi thì Morgan anh ta đã quá mất bình tĩnh với một tình huống mà vị trí Aria đã trêu chọc anh ta, và vị thần Morgan đã nổi giận và ngay lập tức thì một tình huống solo kill không có nhiều cơ sở lắm được nữa, thì có giao tranh lại không còn gì để về nữa. Khi anh ta đã đầu tư toàn bộ mọi thứ để mở ra pha giao tranh, nhưng cuối cùng sát thương đến từ em mình là không đủ. Đây là con Tristana cầm thanh tẩy và đối phương thì có hồi máu, và cái thiêu đốt của Lai là không đủ, và anh ta đã là người phải nằm lại. Mã gục nó lại thuộc về Hena mới đen dành cho các thành viên KT Roster, để cho con Jerry xanh sớm. Nó là một cái dấu hiệu nó không hề vui vẻ một chút xíu nào dành cho đội hình của KT Roster cả. Pha lướt về rồi đến từ Hena là có, khi mà anh ta có cái khoảng trống nhỏ nhỏ được tạo ra của Delay với một cú xuất hiện hành tráng để thể hất tung lên, và từ đó tạo ra tình huống tấn công ngược trở lại. Sát thương trong những cái tình huống lướt đến từ Hena là ổn với những cái đòn bắn tay xuyên mục tiêu và có khả năng làm chậm nữa. Lai thì không có ngựa sắt, thì cái tốc độ di chuyển của ta hơi chậm. Một tình huống tấn công Odin thất bại dành cho phía của Katy Royster ở khu vực rìa dưới. Ở thời điểm hiện tại, một lần nữa lợi thế ở trong dàn đi đường đang nghiêng nghiêng dành cho bên phía của Orion. Con rồng này chưa chắc là thuộc về cho bên phía của Katy được nha. Một cái đúng chỗ tấn công và bắt buộc có một tình huống. Ôi, anh ta bị giữ chân lại, đó chính là Lai với tình huống hất văng rất tốt đến từ vị trí âm ty. Con rồng được ăn bởi Gideon, anh ta ăn một mình, nhưng rõ ràng đường dưới anh ta không có lợi thế về mặt lính, và kể cả có đẩy được vào trong trụ đi chăng nữa thì bên phía của Freeman sẵn sàng bỏ qua những cái đợt lính để thực hiện một tình huống can thiệp. Và vừa rồi thì người phải nằm xuống đó chính là hỗ trợ của bên phía KT Roster thêm một lần nữa. Rascal nhận ra sự có mặt của âm ty, anh ta quyết định lao ngược trở về vị trí của Morgan để tìm kiếm một cơ hội đào thoát khi mà tốc biến trên người Rascal không còn nữa. Mọi người, chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi như này: nếu như Rascal không mất tốc biến một cách hơi nhảm ở trong những cái cấp độ đầu tiên thì có lẽ rằng anh ta cũng đã thoát, còn đây là tình huống mà Aria đã khiêu khích thành công được vị thần Morgan, và Morgan cảm thấy rằng uy quyền của mình bị thách thức thì ngay lập tức anh ta thực hiện một tình huống lao vào và đã bị đối phương bết vào trong trụ. Còn trong khi đó thì cái tình huống mở giao tranh đến từ Lai chắc chắn là rất thiếu cơ sở, khi mà như đã nói em mình không có hồi máu để có thể hỗ trợ cho anh ta. Còn đây là một pha thi đấu rất quái đến từ Fitbren, khi mà họ bỏ qua cái việc đó là đòn lính mà thay vào đó đứng rình và chờ đợi một tình huống bắt bớ khi mà bộ đôi đường dưới của KT đang có hướng di chuyển ra để hỗ trợ cho tình huống ăn rồng đến từ Gideon, và thành quả đó là điểm hạ gục thứ hai mà Lai phải bỏ ra. Chính xác là như vậy, mà chưa kể đó tình huống ăn rồng trên tầm nhìn nữa, thì nó là cái cơ sở như lời cũng đã chia sẻ không đủ dành cho phía của KT Royster. Đợt lính khu vực đường dưới và khu vực đường giữa chưa đẩy, và cái thế trận bây giờ không thuộc về nhân phía của KT ở khu vực mạng dưới quảng đồ, thì đó là cái quyết định hoàn toàn sai lầm mà đội hình đến từ bên phía của KT một lần nữa phải rơi vào cái thế tương đối là khó. Morgan ở khu vực đường trên thì ta cũng đã có được cho mình đó giày pháp sư rồi, bản năng sát thủ sẵn sàng để có thể sát chiêu hoàn hảo sẵn sàng để có thể kích hoạt được cho mình đó hai lần trong những cái pha áp sát, và chưa kể đó phép bổ trợ thiêu đốt nữa. Còn đường dưới thì như thế nào đây? Đường dưới với một cái bất lợi mà đội hình đến từ bên phía của KT gặp phải trong giai đoạn vừa qua thì họ cũng đã bất thế rồi. Con sứ giả này đang được ăn đến từ bên phía của Rion, họ đang có được 4 thành viên ở đây. Xạ thủ JT đã bắt đầu quay ngược trở lại khu vực đường dưới. Đây có thể xem tình huống 4-4, có sứ giả còn khá nhiều. Mã pha lao vào rất đẹp đến từ vị trí của Delay, những sát thương tạm thời là chưa dồn vào được. Người bị giữ chân lại đó chính là Lai, anh ta một lần nữa bị cô lập và lên bàn điểm số. Rascal lao vào nhưng đó là không thể lay chuyển bật ra rất kịp thời đến từ Amti, và Rascal đang tạm thời bị dính xa lấy. Em mình nhảy lên tìm kiếm mục tiêu để bắn,
nhưng Area thì không giữ được ai lại với cú sợi xích trừng phạt của mình cả. Và cuối cùng thì bên phía của Fabian có được một điểm hòa cục, nhưng cái con sứ giả Kenneth thì họ lại chưa thể nào hoàn thành xong được nó. Pha thi đấu vừa rồi hơi tiếc một chút xíu dành cho phía của KT, đó chính là họ đã cố gắng để có thể thiết lập tình huống giao tranh. Họ chờ giao lai đạt được cho mình đó cấp độ 6 khi mà anh ta hít kinh nghiệm vào những cái đợt lính ở khu vực giữa. Nhưng mà cái nhịp tấn công vừa rồi đến từ Aria, anh ta đã tung bộ kỹ năng đến từ lớp lăng rồi. Rascal không kịp có mặt kịp thời ở trong cái tình huống thi đấu đó, nó khiến cho cái bộ ba đến từ bên phía của KT roster bị thiếu hẳn đi mà về mặt sát thương. Mặc dù lai đã có tình huống gom ba người, tôi nghĩ là đẹp. Nhưng mà bởi vì như đã nói, bộ combo đến từ Aria đã được sử dụng hết, khiến cho họ không đủ sát thương để có thể bật ngược trở lại pha giao tranh vừa rồi. Hãy cùng nhìn lại pha thi đấu này. D-Line là người đứng rình ở trong một cái bụi cỏ nơi mà được phía Fabian có được cái con mắt kiểm soát. Và Line đã có một tình huống hút rất tốt, nhưng những gì mà anh Linh nói, không có sát thương đến từ vị trí Aria có thể được bồi vào. Em Minh thì cũng chưa có mặt ở trong cái pha giao tranh đó dành cho các thành viên KT roster. Và trong cái tình huống lao lên đến từ những pha biến ảnh và dẫm nhảy tên lửa thì cũng không tìm được bất kỳ mục tiêu nào để cho bên phía KT có thể giữ chân lại. Có lẽ lợi thế duy nhất mà KT có được trong tình huống vừa rồi đó là những lớp giáp trụ mà mình vừa tận dụng được ở khu vực cánh dưới mà thôi. Nhưng nó cũng chỉ cân bằng với lớp giáp trụ mà cả hai người chơi xạ thủ đang sở hữu được ở trong ván thi đấu này. Mình có một tình huống bấm B về tương đối bất cẩn và anh ta đã bị giữ chân lại đến từ cú W của Henna. Và bây giờ thì tiếp tục phải ở lại đây để có thể đẩy xong đợt lính thì mới có thể về được. Chiêu cuối của D-Line sắp sửa được hồi lại, nhưng Minh thì có thanh tẩy cho nên rằng có lẽ sẽ không có nguy hiểm dành cho con bài Chitana của anh ta. Cái điểm được đến từ Rascal ở trong kèo thi đấu này đó chính là cái nhịp farm của anh ta quá tốt, 96 so với 71. Mặc dù anh ta đang thi đấu và bị khai thác một lần khu vực đường trên, và dù sao thì cái khả năng kiểm soát được lính cũng khiến cho Rascal không bị thua kém về cái lượng kinh tế so với Morgan. Sau một khoảng thời gian ngắn vừa qua thì cái khu vực đường giữa chưa được chú trọng đến nhiều, thì để coi cái tốc độ trang bị sẽ là như thế nào. Chứ có được cái bảo tố Luden đến từ Aria phải là mất thêm một lần về nhà nữa. Và đây kèo thi đấu mà Lava hướng lên cho mình đó về thủy ngân là món trang bị đầu tiên, thì anh ta cũng sẽ có đủ cơ sở trong những cái tình huống trao đổi chiêu thức trực tiếp. Con sứ giả lần này thì đang được triển khai đến từ bên phía Creon. Họ có áp lực được đẩy tốt đến từ Lava ở khu vực điện giữa, và đây tình huống cố gắng để có thể di chuyển cùng nhau kiểm soát cái mục tiêu tốt hơn dành cho bên phía của Rion. Và liệu rằng có tạo đủ khoảng trống ở khu vực điện dưới hay không đây? Đợt lính có xe, Henna tạm thời rút về được, nhưng một mình anh ta ở đây thì hơi khó. Một lớp giáp trụ chuẩn bị có thêm dành cho bên phía của KT roster. Đó là sự đánh đổi mà KT roster bắt buộc phải chấp nhận. Họ đã kéo D-Line lên để đảm bảo rằng con sứ giả cánh đất sẽ được ăn, và điều đó đương nhiên sẽ mở ra cơ để cho mình có thể bảo đi những lớp giáp trụ. Nhưng để xem nếu như con sư giả cái đất này Fribben có thể đem về một trụ một, cụ thể là ở khu đường dưới, thì đó sẽ là một cái con sư giả cái đất hoàn toàn lời, và những cái sự đổi trác của họ là hoàn toàn chấp nhận được. Họ mất thêm được cả một con rồng nữa, đó chỉ là con rồng đầu tiên mà bên phía KT roster sở hữu mà thôi. Và như đã nói, chỉ cần con sư giả cái đất này được tận dụng tốt thì Brand sẽ lấy lại được tất cả những gì mà họ đã đánh đổi ở trong khoảng thời gian vừa rồi. Rồi, ván thi đấu nó bắt đầu chậm lại, tưởng chừng như những đột biến ở dàn đầu thì nó sẽ khiến cho cái nhịp độ nó sẽ trôi nhanh hơn. Nhưng mà ván thi đấu thì nó vẫn cần phải chơi xoay quanh những cái mục tiêu. Khu vực điện dưới thì tâm hợp kiếm cũng đã có, với hai điểm hạ gục thì Henna đang có cái giai đoạn đi đường mà tôi nghĩ rằng cũng khá là ổn ở thời điểm này rồi. Anh ta cũng là người được thừa hưởng hai lớp giáp trụ khu vực điện dưới nữa cơ. Rất đông các thành viên đến từ cho cả hai tuyển đều đang cố gắng để có thể chơi xoay quanh khu vực đường dưới Ti, gọi luôn cho mình đó con sứ giả để có áp lực về cái trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ. Chiêu cuối đẩy được một người nhưng mà vẫn còn đủ lực để thể phòng ngự dành cho bên phía của KT roster. Nhưng mà con sứ giả nó lại hoàn thành quá tốt cái nhiệm vụ, đã có trụ đầu tiên trên toàn bản đồ rồi cho cái nhịp tấn công này. Chênh lệch về tiền sau khi có được trụ dành cho bên phía Creon nó rơi vào con số khoảng chừng hơn 2.000 tiền, là một cái con số khá là tốt mà đội hình đến từ bên phía Creon một lần nữa là dẫn trước ở trong dàn đi được. Đồng ý. Và như nó nói, chỉ cần con sứ giả Kenneth lấy được cái trụ một đường dưới của KT roster mà thôi thì Fitzgerald hoàn toàn chấp nhận những cái tình huống đánh đổi trước đó. Họ mất đi một vài lớp giáp trụ khu đường dưới vào tay của Minh, họ mất đi con rồng thứ hai của ván đấu, đó là con rồng công nghệ cũng vào tay của các thành viên KT roster. Nhưng vừa rồi đó là con sứ giả Kenneth thả ra rất chất lượng, nó đem về trụ đầu trên toàn bản đồ dành cho bên phía Fitzgerald. Và hãy nhìn vào lượng trang bị của Henna, anh ta đang là một trong những người giàu nhất bên phía của Fabian với 200 KDA, đã hoàn thành xong giày cùng nộ cũng như là tam hợp kiếm, và bây giờ là vòng xoáy không gian. Nó sẽ đem theo ít nhất là một người, không có mang tới tận hai người, và mình không còn đường nào để về nữa. Đó sẽ là một tình huống bỏ bạn rất nhanh chóng đến từ Lai. Rất đen dành cho bên phía của mình, đó là anh ta cũng chưa kịp thời lấy về được cái trụ đầu của đối phương ở khu đường dưới mà đã phải lên bàn điểm số.
Chính xác là như vậy đó, tình huống thi đấu rất là tốt dành cho Lava khi mà cái áp lực tấn công khu vực dưới là quá mạnh mẽ. Chitana có dập nhảy tên lửa, có tốc biến nhưng cũng không thể nào thoát được một tình huống tấn công đẹp hơn. 5-1 nghiêng về cho bên phía của Rion rồi, như đã nói một lần nữa họ đang có một giai đoạn đi đường phải nói cực kỳ tốt. Ở trong cái mùa giải năm nay là một cái mùa giải mà tôi thấy rằng Rion đã rất là tiến bộ ở trong cái khoảng laning, có những cái ván thi đấu mặc dù họ gặp phải những cái đội tuyển rất là mạnh nhưng mà họ không bị thua đường, thì đây là ván thi đấu mà họ lại có được khá là nhiều những cái lợi thế, kể cả ván một khi mà đó ván thi đấu mà họ thất bại thì họ cũng thắng thế ở trong dạng đi đường về mặt chất tướng và họ vận hành cũng tương đối là tốt. Nhưng quan trọng là cái cách họ làm ở trong giai đoạn về giữa và giai đoạn về sau á, thật ra họ vẫn rất là bài bản cho những cái pha di chuyển macro của mình, nhưng mà những cái quyết định short call của họ lại thiếu đi cho mình một cái tính cẩn trọng nhất định, và họ thường phải trả giá cho những cái quyết định sai lầm kiểu là như vậy, khiến cho ván thi đấu kéo dài. Và khi mà ván thi đấu kéo dài thì những cái lợi thế đó nó không còn được cụ thể hóa một cách rõ nét nữa. 16 phút của ván đấu và chúng ta đã có được cấp độ 11 đến từ Lava với con bài Rai của anh ta rồi. Bắt đầu sẽ là một con Rai lên cho mình đó những món trang bị chống chịu ở những món trang bị thứ hai của anh ta. Một tình huống có ý định tấn công ra khu vực đường giữa, Aria phải lùi, Gideon phải lùi cho cái nhịp tấn công khá là mạnh mẽ đến từ Lava và MT. Aria của bộ Lava nhưng rõ ràng là Lava không hề e ngại, anh ta đang rất trâu với một con Rai, suýt chút nữa Aria lại bị chưởng chết. Người bị giữ chân lại với pha sứ giả phán quyết đó chính là Gideon, anh ta cũng bị ăn thêm một cú cú quỳ chí mạng nữa đến từ Lava và đã phải giật lùi về. Tiếp tục là cái thế kiểm soát đang được hình thành dành cho Fribren ở xung quanh cục đường giữa với một pha mà KT là đội tuyển chủ động tấn công, nhưng cuối cùng thì hai thành viên lao lên của họ đều bị ép lùi về đến từ vị trí của Lava. Xét là như là tình huống tấn công như là nói rất là mạnh mẽ và có cơ sở chủ động dành cho bên phía của Rion. Hena nãy giờ đang được nhường tài nguyên một lần nữa và để coi cái cách mà bên phía của Rion vận hành xung quanh vào cái con tướng xạ thủ này sẽ là như thế nào. Ti thì đang cố gắng đánh chặn, không có ai phòng ngự khu vực đường dưới cả. Chênh lệch được tạo ra đến từ Rasko vẫn một lần nữa rất là đáng được có thể khen ngợi, và vừa rồi Rasko cũng đã giúp cho bên phía của KT Roster có được trụ đầu tiên của họ trong ván thi đấu này. Aria không có tốc biến, một tình huống tấn công, wow, sát thương cũng tương đối là nhiều nha. Nhưng mà sau khi bị gắn cái bọc thuốc súng thì Lava cũng cố gắng để nhanh chóng bật ngược trở lại chạy, bởi vì cái khả năng Odin đến từ Amin với một cú dập nhảy tên lửa vào và kích hoạt những cái tình huống đại bác đẩy lùi và cơ sở để có thể dứt điểm dành cho xạ thủ đến từ bên phía của KT Roster là nó sẽ rõ nét hơn so với Lava. Sát thương vừa rồi đến từ mình nó cũng là khá ấn tượng. Chitana với mưa kiếm và hoàn thành xong được cái móc diệt thủy quái thì những lần kích hoạt được cái đòn bắn có chí mạng và sau đó là việc kích nổ cái bọc thuốc súng ở khoảng thời gian tối đa nữa, nó cũng sản lượng sát thương không thể nào mà coi thường được đến từ vị trí xạ thủ của KT Roster. Đường dưới thì tạm thời Rosco đang là người có được cái lợi thế ở trong kèo đấu đẩy lẻ, mặc dù anh ta bị đối phương hạ gục một lần và chỉ số kê đây đang là hoàn toàn đẹp hơn dành cho Mugen, nhưng với chỉ số lính vượt trội thì Rosco đang dẫn trước về mặt trang bị so với những gì mà Rosco và xin lỗi so với những gì mà Mugen đang có. Aria có một tình huống lao lên nhưng cú poke của anh ta chỉ trúng âm tì mà thôi, mục tiêu khá trâu máu đến từ bên phía của Fredburn đang là đánh Aram. 5 thành viên của KT Roster đang có mặt xung quanh khu hàng rồng, còn bên phía Brand thì có 4 Morgan đang là người tìm góc để có thể tạt cánh, nhưng có quá nhiều mắt của đối phương ở xung quanh khu vực hàng rồng này, rất nhiều mắt kiểm soát, 3 con mắt kiểm soát được cắm ra đến từ KT ở xung quanh hàng rồng. Họ đang đầu tư rất nhiều vào tình huống kiểm soát mục tiêu lớn này, nhưng bên phía Brand đã tràn vào được, họ đã có thế vào hàng rồng và bây giờ KT là đội tuyển đang muốn phản công. Aria là người biến ảnh lao lên, người ta chưa tìm được góc để có thể hạ gục bất kỳ ai, ta bị dính e của Rai và bắt buộc giật lùi về trước khi bị ăn thêm một cú ngữ. Lại đang tìm góc để vào, Aria tiếp tục một lần nữa giật vào nhưng mục tiêu ta lựa chọn đó là một gần bị dính chói, còn người bị chưởng gần như hết cái máu đó chính là Lai. Lai bốc hơi và không kịp sử dụng chiêu cuối bản thân, em mình thanh tẩy và tốc biến thoát đi nhưng ta bị dính thiêu đốt ở trên đầu và có thêm vòng xoáy không gian đem theo 3 thành viên của Fitzgerald. Đây đang là tàn vỡ dành cho KT, họ không còn nguồn sát thương đến từ bên phía của xạ thủ nữa. Em mình đang quay trở lại bắn, anh ta còn rất ít máu và cuối cùng nó sát thương là không đủ, Lava vẫn còn một máu để thoát đi. Gideon cướp được thành công, bây giờ anh ta đang là một con Rakan, xin lỗi, đang là một con Akali, và anh ta có thể làm gì đây, chỉ là thoát về mà thôi, ăn được rồng nhưng mất tới 2 thành viên 3 thành viên, đó là những gì mà KT vừa phải bỏ lại, họ chỉ có được duy nhất một mạng gục đến từ vị trí của Morgan mà thôi. Cái góc đánh giao tranh vừa rồi nó tương đối là hỗn loạn nhưng một đội tuyển rất là chủ động hơn đến từ bên phía của KT Roster. Đây hãy cùng xem tình huống này, một tình huống trừng phạt
chuẩn xác hơn đến từ Gildon. Đây là pha tranh chấp trừng phạt 50-50 của cả hai, 771 máu. Và sau cái pha trừng phạt này thì bên phía của Rion họ tràn vào rất mạnh mẽ. Họ có chiêu cuối đến từ Rakan, hiệu khống chế mở giao tranh, nó cảm giác như là nó nhỉnh hơn, vượt trội hơn. Và đội hình đến từ bên phía của KT thì họ mất đi cho mình đó những cái chiêu thức để có thể đào thoát. Ví dụ như là Gildon phải sử dụng cái đoạt mình để có thể chạy nha. Rất may mắn là anh ta cố gắng rướng để có được cho mình đó một điểm hạ gục trong cái tình huống thi đấu này. Em Minh thì gần như là bị out ra khỏi tình huống giao tranh rồi, khi mà anh ta bị đánh bật qua phía bên kia, và thậm chí con cốc cũng đã khiến cho Em Minh phải chật vật rút lui trong những cái tình huống xử lý của mình. Anh ta chỉ có thể kịp thời gắn một bọc thuốc súng mà thôi, chứ không thể nào cường hóa cái bọc thuốc súng đó đến từ những cái đòn bắn nữa cơ. Một cái nhịp lao vào rất là mạnh mẽ mà đội hình đến từ bên phía của Rion họ tràn vào. Họ có ba con tướng có khả năng băng bổ vào như là Akali, như Rakan, chưa kể đó Poppy nữa. Con sứ giả thì lần này đang được ăn rất là nhanh chóng dành cho bên phía của KT Roster, và đội hình đến từ bên phía của Rion không có ý định di chuyển ra đây để có thể tranh chấp. Sau một khoảng thời gian ngắn vừa qua thì Hena có rất nhiều những cái điểm hạ gục nha. 3-0-1 rồi và chuẩn bị có được cho mình đó rìu đại mãn xa. Sẽ là món trang bị khá phù hợp dành cho con vị tướng Jerry của anh ta nữa. Cái lượng sát thương dọn dẹp đặc lính, và chưa kể đó là cái tính sát thương lan trong những cái tình huống bắn giao tranh đến từ Jerry nó vẫn sẽ được đảm bảo. Một con sứ giả khai đất được ăn ở trong những khoảnh khắc cuối cùng dành cho KT Roster. Và bên phía Brain thì cũng không muốn lao vào để có thể cạnh tranh khi mà tầm nhìn của họ là chưa set up kịp. Và với việc là con sứ giả khai đất này đang được thả ra trong cái bối cảnh là không có những lớp lót trụ nữa, thì bên phía của Freeman cũng không quá mặn mà. Họ cũng đã có được thành công cái trụ đầu tiên đối phương ở khu vực đường giữa. Nó sẽ giúp cho cái bản đồ của Freeman trong khoảng thời gian sắp tới là thoáng hơn rất nhiều. Lợi thế về tiền, mặc dù dẫn trước rất nhiều về mạng, nhưng Freeman vẫn đang chỉ vươn lên dẫn trước đối phương với một cách về mặt kinh tế là hơn 1.000 vàng mà thôi. Nó không phải là một khoảng cách lớn, và những cái thành viên quan trọng của KT Roster vẫn đang có đủ những cái lượng trang bị theo thời gian, đặc biệt là khu đường dưới. Em Minh đã có được hai món trang bị lớn. Mặc dù Henna sở hữu KD lên tới 301 và ta cũng đang là người fan bám sát so với Em Minh nữa, nhưng Em Minh vẫn đang bám đuổi về mặt trang bị cực kỳ gắt gao so với xạ thủ đến từ bên phía của Brand. Và ở đường giữa thì Aria cũng bắt đầu hướng tới rất nhiều xuyên kháng phép, khi bây giờ những cái kiểu lên trang bị của Rai nó sẽ phần nhiều đó là hướng tới khả năng chống chịu, cho nên rằng việc có xuyên kháng sớm nó là một điều cực kỳ cần thiết nếu như Aria muốn có được những độ tác động lớn hơn ở trong những tình huống giao tranh. Chính xác là như vậy. Ui đây, từ đúng anh mình nhảy vào tấn công vào Bogan. 2v1, Bogan sẽ như thế nào đây? Anh ta bị đá về. 2v1 thì người phải nằm xuống. Đó chính là người chơi đường trên đến từ bên phía của Rion. Một tình huống câu kéo núp bụi khá là tốt dành cho bên phía của KT Roster, nhưng mà cái đợt lính lại không cho phép bên phía của KT tiếp cận quá lâu vào trong công trình, khiến cho vẫn chưa có bất kỳ một cái trụ hai khu vực đường dưới nào dành cho đình của họ cả. Chỉ đơn thuần là tình huống bắt lẻ mà thôi, nhưng mà dù sao thì đó cũng là cái tín hiệu tốt dành cho cái bộ đôi của phía KT Roster ở trong cái dịp tấn công vừa rồi. Và điều gục nó rơi vào tay của em mình nữa thì nó là quá tuyệt vời luôn dành cho bên phía KT, và điều đó cũng đang cho chúng ta thấy cái lượng sát thương của Chitana là đáng nể đến cỡ nào. Morgan là con Akali không thể yếu để mặt chống chịu nha, nhưng khi bị quay vào đánh và bị bắn rất đau bởi vị trí của em mình, người ta cũng buộc lòng phải lên bàn điểm số. Rồi cái pha thi đấu vừa rồi đến từ Rascal nó cũng là một pha thi đấu rất tròn trịnh đến từ vị trí Lee Sin nữa. Móng vuốt Sterak là món trang bị thứ hai, mặc dù đã có những tình huống giảm sức mạnh của cái món trang bị này đến từ Rand Game và trong những phiên bản gần đây, nhưng đây vẫn là sự lựa chọn tin dùng đến từ Rascal để gia tăng thêm khả năng câu kéo của anh ta ở trong những pha giao tranh. Âm Ty đang bị đánh từ nhà đến chuỗi Aria. Anh ta cũng hoàn biến ảnh xông qua tường, anh ta tự làm ảo thuật với chính mình. Và rồi ok, nếu mà vừa rồi nếu mà đẹp thì anh ta khiến cho rừng của phía đối phương bị thấp máu, thì nó sẽ tạo ra cái cơ sở kiểm soát cái mục tiêu là cộng đồng nguyên tố thứ tư tốt hơn dành cho bên phía của KT. Nhưng trước đó thì Rascal làm tôi nghĩ cũng tương đối là ổn, nhưng mà hơi đáng tiếc công ty có rất là nhiều khoảng thời gian trống để có thể về nhà, và anh ta đang cố gắng di chuyển ra đây. Liệu rằng tốc độ ăn kịp là kịp, đã có rồng 3 dành cho bên phía của KT rồi, thì đó sẽ là trong những cái bước tiến về mặt sức ép trong những cái tưởng giao tranh sắp tới mà bên phía của KT họ đang thể hiện. Linh hồn vòng lửa rất là phù hợp dành cho đội hình nhiều sát thương đến từ bên phía của KT. Nó phù hợp ở cái chỗ sát thương cấu rỉa mẫu đến từ lớp lăng cũng sẽ được gia tăng thêm, rồi sát thương để có thể có được lợi thế trong giao tranh thì nó cũng sẽ tương đối là ổn dành cho bên phía của KT Roster. Nhưng mà nãy giờ có cái điểm mà KT họ làm yếu hơn và dở hơn so với bên phía của Rion đó, đó chính là cái nhịp mở giao tranh của hai người chơi hỗ trợ. Rõ ràng cái khả năng mở giao tranh đến từ Delight trong ít phút vừa qua trong ván thi đấu này là
nhỉnh hơn rất nhiều so với những gì mà Lai thể hiện với con bài rêu. Cái tầm mở giao tranh đến từ bộ chiêu thức của Raka này nó cũng xa hơn nữa. Nếu như đây là bản đồ Aram và có cái cầu tuyết thì tôi nghĩ rằng Lai cũng sẽ rất là muốn có nó. Bởi vì từ nãy đến giờ những cái tình huống anh ta lao vào thì chưa kịp nhìn thấy mặt đối phương, anh ta đã bị giữ chân lại một ngục cổng giữ rồi muôn vàn những cái chói chân đến từ cái thành viên Fibrin và gần như là không được chơi game. KD của anh ta đang là 040, phải hướng tới cho mình đó là một cái đồng hồ để có thể câu kéo thêm thời gian. Lượng trang bị anh ta đang là rất hạn chế so với việc hỗ trợ bên kia đã có được món trang bị thần thoại, đó là vương miện Surelia. Đây là một tình huống mà Ginnon đang muốn tạo ra áp lực, anh ta đang gồng cho mình cái món quốc án, nhưng trước mặt anh ta thì lại là Poppy và bắt buộc phải lui về. Rasko đá ngược được Delay về nhưng anh ta đã bị kẹt lại, anh ta tốc biến và hộ thể về được bên phía của Life và tạm thời thoát đi được một tình huống quay bắt đến từ bên phía Fembran và đổi được cái tốc biến và chiêu cuối đến từ Rasko, một trong những công cụ để bắt bớ vào những carry của Fembran đã bị mất đi. Nhưng cuối cùng thì Fembran cũng chỉ hài lòng với một tình huống là lấy được chiêu thức và spell của đối phương mà thôi, họ không muốn tiến ra cho một tình huống ép Baron nữa. Chưa đủ cơ sở để có thể mở giao tranh một cách đột biến khi mà Delay cũng chỉ chạy thẳng khá là trực quan trước khuôn mặt của Rasko, thì khi đó cái khoảng trống cũng như cái phản xạ của Rasko là đủ để giúp cho anh ta có thể câu kéo và chạy thoát được. Đồng ý với lợi đó chính là cái việc mất đi tốc biến thì nó cũng sẽ giảm đi cái đột biến đến từ vị tướng Lee Sin của Rasko ở trong những cái thi đấu tiếp theo. Cụ thể là Hena sẽ phần nào đó gián tiếp giải tỏa được những cái vị trí lựa chọn để có thể có được cái góc bắn tốt với vị tướng Jerry của anh ta. Ngưỡng sức mạnh ba món trang bị đang được chuẩn bị dần hình thành đối với cả hai người chơi xạ thủ và đều là những cái món trang bị mà tôi nghĩ phù hợp với cái chất tướng ở thời điểm hiện tại, với một cái nỏ thần Dominus được hướng tới để có thể bắn vào dàn chống chịu trước hoặc là tấn công vào lava. Đến từ Emin còn phía bên kia tốc độ bắn phù hợp với cái bộ trang bị đến từ Hena ở trong thời điểm hiện tại mà thôi. Nhưng quan trọng là cái khả năng đột biến đến từ cho cả hai sẽ là như thế nào. Một lần nữa tôi đồng ý với anh Lợi, đó chính là cái tính đột biến đến từ Lộc Lăng cũng như là cái sức ép đến từ Lộc Lăng cần phải được phát huy đến từ Aria. Nãy giờ chúng ta chưa thấy nhiều lắm những cái tình huống gây sức ép trước tiền giao tranh của con bài Lộc Lăng trong những cái tình huống sử dụng cái biến ảnh của mình để có thể tiếp cận vào đối phương và có được những tình huống cấu điểm máu tốt. Một phần là do những cái thành viên chống chịu của đối phương che chắn quá tốt, liên tục là họ phát hiện được ra những cái tình huống góc đứng của Aria và thực hiện những tình huống đứng trước mặt những cái thành viên quan trọng của mình, và lập làng của Aria thì chưa tìm được góc có thể lao vào và thực hiện tình huống làm ảo thuật những cái mục tiêu yếu máu đến từ bên phía Fibrin. Mà trong đội hình của Fibrin nó cũng không có nhiều những cái vị tướng mà lập làng có thể bắt nạt được nữa. Jerry thì có khả năng lướt khá là cơ động, rồi sau đó là cả sự hỗ trợ đến từ Rakan nữa, còn ba vị tướng còn lại đều không dễ để có thể bị gây nguy hiểm bởi con lơm lăng trong tay của Aria. Aria đã phải hướng tới cho mình một cái triệu hư vô cho món trang bị thứ hai, nhưng đây là ván đấu mà không có quá nhiều kháng phép được lên đến từ Fembran khi mà món trang bị thứ ba mà Lava hướng tới đó là một cái tim băng. Và bây giờ thì với cái tim băng đã hoàn thành xong, anh ta đang bắt nạt Rasko cực kỳ nhiều. Rasko chỉ có thể bỏ chạy mà thôi, và rõ ràng không có xuyên giáp thì Rasko chưa thể nào đánh lại được tay đôi với vị trí của Lava. Chính xác là như vậy, một tình huống đẩy được lính rất là gắt ở khu vực trên. Ván thi đấu vừa rồi thì chưa có quá nhiều những cái đột biến, chỉ là những cái tình huống va chạm khởi đầu, chào hỏi nhau để nếu như đối phương mắc sai lầm thì mình sẽ có cơ sở tận dụng những sai lầm đó, bắt đầu có tín hiệu kiểm soát mắt tốt hơn, chặt chẽ hơn dành cho bên phía của KT Royster. Rasko vẫn đang ở lại khu vực đường trên mà thôi, khả năng hồi phục của anh ta là có bởi vì cái chuyện hấp huyết, và chưa kể đó là đẩy xong cái đợt lính này thì anh ta cũng sẽ cố gắng hội ngộ cùng với các thành viên đến từ bên phía của KT. Rồng yếu tố thứ 5 của ván đấu thì đâu đó khoảng chừng 30 giây nữa, và như đã nói đây là linh hồn rồng lửa. Nếu như ăn được thì nó sẽ cộng hưởng cùng với ba con rồng lửa, sát thương được gia tăng thêm là 12%, tương đối là cao dành cho đội hình đến từ bên phía của KT Royster, và lượng sát thương bùng nổ đến từ linh hồn rồng lửa này nữa thì nó sẽ khiến cho cái ngưỡng sức mạnh dành cho bên phía của KT Royster nó trở nên rất vượt trội trong những cái tình huống giao tranh sắp tới. Thế lính đang là đẹp ở hai cánh dành cho KT, và Brain là đội tuyển đang không có nhiều thời gian bằng số đối phương, họ cần phải mở ra một tình huống giao tranh. Họ đã ép lui được thành công bên phía KT, lùi về với tình huống bật cho mình đó là vương miện Surelia lên đến từ Delay, nhưng bây giờ KT đã có mặt ở một cái góc giao tranh cũng tương đối thuận lợi. Hai bên, mỗi bên đều đang có được góc vào rồng tương đối là đẹp. Aria lao vào, mục tiêu anh ta lựa chọn đó là Hena, nhưng Hena đang có khả năng hồi phục rất tốt, còn rồng còn nửa máu mà thôi, pha lao vào và Lai hấp hút được hai người. Aria xích, nhưng đó là một thành viên chống chịu và Lava cũng đang bấm đồng hồ. Trong khi đó thì Morgan đã tìm được thấy vị trí của em mình, người ta bấm đồng hồ câu thêm thời gian.
Và thôi rồi, đây là thời điểm mà Zeri của Henna có thể tỏa sáng bên đá ngược ra bởi Rascal. Nhưng Rascal thì cũng chỉ câu thêm thời gian dành cho bản thân của ta thôi, bị giữ trở lại một cục cổ ngữ. Và chắc chắn sẽ phải lên bản số mạ gục dành cho Morgan Aria, phải tìm được một đường riêng để có thể chạy. Còn lính đường dưới đang tràn vào, nhưng bên phía của Brand không quan tâm, họ có hướng để di chuyển ra Baron sau tình huống ăn đồng này. Cái góc vào đến từ bên phía KT là một góc vào mà chưa khớp với nhau. Cụ thể trong tình huống vừa rồi, một lần nữa là con bài lấp lăng này mất chiêu rồi. Anh ta vừa mới đúp quy lên tấn công vào người của Henna, nó khiến cho pha chủ động tốc biến đến từ Lai để có thể sử dụng chiêu cuối giữ chân được cho mình đó hai thành viên. Nhưng bỗng nhiên lại có một cái phương án phản ứng ngược trở lại dành cho Morgan. Morgan khiến cho Amin không được chơi game ở trong pha thi đấu đó, và công bài Akali của ta gần như bắt chết được Chitana. Ngược trở lại thì các thành viên còn lại đến từ bên phía của KT không có góc vào, và đó là một cái khoảng trống tiếp tục được mở ra dành cho Jerry của Henna. Đây, hãy cùng xem pha thi đấu này. Một tình huống gom được hai người, trong đó có Morgan. Nhưng Morgan nhanh chóng nhìn ra được đối tượng của mình. R1E thành công, R2 dứt điểm được xạ thủ bên phía đối phương. Cánh còn lại thì vô vàng, chịu tuyệt vọng, Rascal cũng không vào được. Và bắt đầu là cái sự cơ động đến từ Jerry được kích hoạt khi mà anh ta kích được cho mình đó chiêu cuối. Và tốc độ bắn cũng như khả năng truy đuổi liên tiếp đối với Jerry đó khiến cho đội hình của anh phía KT roster gần như là bị tan vỡ trong trận giao tranh vừa rồi. Con rồng nguyên tố thứ 5 và là rồng 2 thuộc về cho bên phía của Rion, và chưa kể đó bù lại Baron cũng đã thuộc về cho đội hình của họ nữa. Giờ là khó rồi đấy. Bây giờ thì với việc là không sở hữu được linh hồn rồng lửa trong cái tình huống trước đó, và bây giờ còn phải chịu những cái đợt đẩy đến từ Fribben với bù lại Baron nữa, thì không còn có quá nhiều cửa thắng dành cho KT nữa. Đội hình của họ phụ thuộc rất nhiều vào lượng sát thương đến từ con máy Chitana, và bốn thành viên còn lại thì chưa đóng góp được nhiều sát thương cho tình huống giao tranh lắm. Nhưng từ nãy đến giờ em mình hoàn toàn không được chơi game khi mà liên tục là có một con Akali cứ lẽo đẽo theo sau vị trí của anh ta, và rất khó khăn cho em mình trong cái ván đấu này khi mà hỗ trợ của anh ta là Lan lại hướng tới khả năng mở giao tranh chứ không phải là ở lại tuyến sau để có thể cover cho anh chàng xạ thủ của mình. Và thay vào đó, nhiệm vụ đó sẽ được chuyển qua vị trí của Rascal với tình huống đá ngược đối phương ra với cái nộ long cước. Nhưng Lee Sin mà chỉ có tác dụng như vậy mà thôi thì nó cũng làm con Lee Sin khá là phế. Và từ đến giờ thì em mình chưa gây ra được những cái lượng sát thương của mình với những đòn bàn tay. Và thay vào đó thì bên phía còn lại ngược lại, Henna thì lại được chơi quá thoải mái, và cả Lava cũng tương tự là như vậy. Rồi, với bộ là Baron thì đang được vận hành khá là ổn rồi, đẩy lên cánh trên với cú chiêu cuối và có luôn xe, thì đây sẽ là cái trụ thứ 6 dàn ngoài được bóc đến từ bên phía của Rion cho cái nhịp tấn công vừa rồi. Rascal phải chạy bởi vì anh ta đang bị kẹp. Anh ta dừng, anh ta đá ngược được một người, về đó là Unty. Unty đang bị kẹt lại bên kia một tướng, anh ta phải mất tốc biến để có thể thoát được, và đang khá là trâu. Ui, người di chuyển xuống đó là Lava. Lava rất trâu nhưng anh ta bấm đồng hồ và câu thêm thời gian, nhưng liệu ra bên phía Brand có muốn ra để cover cho Lava hay không? Đấy cũng sử dụng tốc biến của bản thân để có thể rút về. Chiêu cuối cũng đã được gồng sẵn đến từ Unty để sẵn sàng cho tình huống cover cho những người đồng đội của mình. Hai pha tốc biến đến từ Fribben để đảm bảo rằng tính mạng của mình sẽ được giữ lại, nhưng đó vẫn là những tình huống xử lý có phần mạo hiểm đến từ đội tuyển đang có được lợi thế của bản đấu. Chính xác là như vậy. Lava vừa rồi ở trên camera game thủ thì anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm cho cái pha dịch chuyển để có thể tạt cánh ở phía sau, nhưng bỗng nhiên anh ta trở thành mục tiêu bị tấn công. Cái đáng tiếc dành cho tình huống tấn công vừa rồi đến từ bên phía của KT đó chính là với một cú đá về của Rascal thì chỉ có một người hứng, đó chính là Gildon mà thôi. Lượng sát thương là không đủ, và thậm chí là Unty cũng đã chủ động để có thể tốc biến đào thoát được rồi. Và chưa kể cú sấm âm đó đến từ Rascal thì cái độ chuẩn xác của nó không cao nữa. Nó quay ngược trở lại thì xích chút nữa là họ tấn công được vào người của Lava. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là cái bước tiến khá là lớn nha. Họ lấy được cho mình đó hai phép rờ tốc biến đến từ những vị trí mà tôi nghĩ rằng cũng quan trọng, ví dụ Lava là một trong những cái nguồn sát thương trong đội hình đến từ bên phía của Rion. Nhưng ngược trở lại thì Henna thì nó vẫn đang là cái mẫu chiếc tướng cơ động, và anh ta vẫn đang còn phép bổ trợ nữa cơ, và cái tốc độ lên trang bị của anh ta vẫn đang được đảm bảo. Lượng sát thương vẫn sẽ là có, và trong cái bối cảnh là Amin chưa hồi lại cho mình đó tốc biến nữa thì liệu rằng có kịp trong khoảng thời gian ngắn khi mà con rồng chỉ còn lại cho mình đó 40 giây nữa xuất hiện hay không? Đồng ý, Rascal đã phải hướng tới một món trang bị xuyên giáp khi đang có quá nhiều những khả năng chống chịu đến từ bên phía của Fribben đang được lên. Giáp gai rồi là tim băng đến từ rất nhiều những thành viên quan trọng của Fribben, nó khiến cho bắt buộc phải hướng tới một cái dù đen để có thể giảm bớt những lớp giáp này, và cũng tạo điều kiện để cho mình có thể gây sát thương hiệu quả hơn ở trong tình huống giao tranh. Aria tiếp tục lao lên, nhưng anh ta bây giờ đang quân lâm lăng khá là yếu rồi. Anh ta để thua so với Lava tới hơn 2.000 tiền ở trong kèo đấu đi đường giữa, và với chỉ một cái lượng trang bị đang khá là khiêm tốn như thế này thì rất khó khăn để cho Aria có thể tìm kiếm mục tiêu nào mà anh ta có thể xúc sát thương được.
người dễ dàng bị hạ gục nhất bây giờ có lẽ chỉ là đi làm thôi. Henna với kiểu lên trang bị này, với dìu đại mang Bỏ luôn sao, với tam hợp kiếm thì lượng máu anh ta cũng là rất trâu, gần hơn 2.000 máu đến từ vị trí xạ thủ. Và đây chắc chắn không phải là một vị trí mà Aria có thể bắt nạt. chính xác là như vậy. Góc di chuyển ra khu vực hang rồng nó không triệt để, khi mà có rất nhiều mắt tím để có thể bao bao quanh dành cho bên phía của Rion, khiến cho bên phía của KT cũng không đủ sức, không đủ tự tin để có thể tranh chấp. Mặc dù trước đó tôi thấy đội hình của họ hướng lên cho mình đó khá là nhiều những cái đồng hồ ngưng động, và quyết định đến từ bên phía của KT là buông bỏ ở trong cái trận thi đấu vừa rồi. Có lẽ họ đang chờ cho những cái mục tiêu tiếp theo. Chênh lệch về tiền một lần nữa vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Rion với khoảng chừng hơn 5.000 tiền, một cái chênh lệch mà tôi nghĩ khoảng chừng 4.000 tiền. Lọc cái chênh lệch mà tôi nghĩ cũng khá là ổn. Nhưng mà phút thứ 35 của ván đấu rồi, ván thi đấu càng kéo dài về giai đoạn về sau thì mọi thứ vẫn đang còn bỏ ngỏ. Nãy giờ có một trong những vị tướng mà tôi nghĩ rằng cái độ hiệu quả chắc là cũng sẽ đồng ý với tôi, đó chính là vị tướng lập lăng của Aria. Thì chưa có quá nhiều những cái tình huống cấu nghiệm máu trước tiền giao tranh thì nó khiến cho cái scape của lập lăng phần nào cũng bị giảm, và quan trọng hơn nữa là cái nhịp tấn công của ta thì cũng hơi trật so với cái sự kết hợp của các thành viên của anh phía KT, khiến cho cái lượng sát thương để có thể chồng và gây sức ép vào một ai đó trong đội hình đến từ bên phía Kiron là nãy giờ chưa được phát huy. Ấy vừa Và rồi càng để lại mất chiêu về cuối. Đúng. Nhưng mà càng về sau trận của ván đấu thì Aria lại càng khó one shot bất kỳ một thành viên nào đó của Firebrand hơn. Dila thì cũng bắt đầu lên cho mình những món trang bị cộng thêm máu rồi, và anh ta cũng đang là một con Rakan khá trâu. Bình thuốc cứng cáp, dược phẩm cứng cáp là thứ mà Dila đang sử dụng trên người, và để xem Aria có thể làm được gì trong khoảng thời gian sắp tới. Hai quy và người của Eli cảm giác không ăn thua cho lắm, tương đối là bất lực đến từ người chơi đứng giữa KT trong ván đấu này. Rồi đã có một con mắt bọc đằng sau, với liệu rằng Morgan có thể tận dụng được con mắt này để có thể dịch chuyển mắt mớ thành công với chị Emin không. Đang có những con mắt rất đẹp để cho Morgan có thể dịch chuyển vào, và nếu như dấn lên quá cao thì KT có thể bị ăn một pha bánh mì kẹp thịt đến từ bên phía của Freeburn. Nhưng Morgan thì cũng đang tương đối là từ tốn, anh ta đang đẩy đợt lính ở khu đường dưới trước lên cái đã, và phần còn lại của Freeburn thì đang phòng ngự cái đợt lính mà đối phương đẩy lên ở khu đường giữa đây rồi. Về nhà và đang ping vào một con mắt được cắm ở trong khu vực bùa đỏ của đối phương, và sẽ là dịch chuyển đến từ Morgan mà thôi. Phần còn lại Freeburn đang di chuyển vào để tạo ra thêm áp lực. Rusko đứng ở phía trên, mục tiêu anh ta lựa chọn chắc chắn đó sẽ là âm ti với những tình huống đá nộ đông cước của mình, nhưng phần còn lại của KT thì đang bị Baron nhổ rất đau, và họ không thể nào tiếp tục thực hiện một tình huống ăn Baron được nữa khi mà áp lực đến từ cú dịch chuyển của Akali đang đứng đợi ở nhà vẫn là quá lớn. Vẫn là cái sức ép khá là lớn. Chiêu cuối vừa rồi ui, được tận dụng. Ui, em Minh bị giữ chân ngược trở lại, bị đẩy ngược trở lại, và đây là điểm hạ gục dành cho bên phía của Rion. Một pha xử lý sai lầm cực kỳ đáng trách dành cho xạ thủ của KT Roster khi ta di chuyển một góc không hề liên quan đến những người đồng đội, mắt mũi cũng không hề có luôn. Và đó là pha bật không thể lay chuyển lên quá đỗi đơn giản dành cho âm ti, và bây giờ tất cả mọi hy vọng của KT lại phải đặt lên người của Gideon. Nhưng người bị giữ chân lại đó là quyết định đánh tràn ra đến từ bên phía của Freeman. Người bấm đồng hồ đó là Delay ngăn cản pha combo ngược trở lại đến từ Aria, và bây giờ thì Aria không còn nhiều điều để làm nữa rồi khi đứng trước mặt anh ta là những thành viên quá khỏe và trâu máu đến từ các thành viên Freeburn. Và một lần nữa tôi phải gọi tên Gideon, liệu rằng anh ta có thể thực hiện một pha cướp mầu nhiệm giống như ở ván thi đấu đầu tiên hay không. Đấy không có cơ sở khi mà khả năng bọc lót cũng như là che chắn đến từ Lava và Morgan là quá tốt, và không có bất kỳ một kẽ hở nào để cho Gideon có thể tiến ra để có thể cạnh tranh con Beret cả. Và đó sẽ là Baron dành cho bên phía của Freeburn ở thời điểm phút thứ 38 của bản đấu. Chính xác là như vậy, 38 phút và bất kỳ một cái sai lầm nào cũng đều phải trả giá rất là đắt. Và đây là một cái sai lầm trả giá bằng có thể là một ván thắng, khi mà cái cơ sở để có thể đánh tiếp dành cho bên phía của Real sẽ là cao. Và với pha thi đấu này thì đội hình đến từ bên phía của KT lại nằm xuống như là một hệ quả mà thôi. Anh ta không thể nào không di chuyển ra được, bởi vì đội hình đến từ bên phía của KT thiếu quá nhiều về cái lượng tầm nhìn. Pha vừa rồi thì gọi là một pha để dành phép hỗ trợ dành cho Emin thì cũng được đi, bởi vì anh ta không quyết định là đầu tư cái đồng hồ ngưng động của mình cũng như là cái phép hỗ trợ tốc biến để sẵn sàng có thêm cái cơ sở tấn công cho giai đoạn tiếp theo. Nhưng rõ ràng với một cái tình huống nằm xuống tệ hại như vậy thì nó sẽ khiến cho bên phía của Rion một lần nữa phải bị mất thế trận. Có cái điểm được dành cho bên phía của KT đó chính là cái bùa loại Baron này chưa được dùng để có thể đẩy những cái đợt lính, thay vào đó họ phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống giao tranh ở cộng đồng nguyên tố thứ 7 của ván đấu.
hy vọng cuối cùng của KT bắt buộc phải dồn toàn bộ vào con linh hồn rồng lửa này, và họ phải có được nó nếu như muốn giữ lại những cái hy vọng ở trong cái ván đấu này. Nếu như để cho đối phương xíu của nó, mọi thứ sẽ chấm dứt. Và bây giờ là một tình huống all in, cả 10 thành viên đều đã có mặt ở xung quanh hàng rồng. Aria là người lao lên cố gắng cầu máu, nhưng Lava không hề cảm thấy e ngại. Rasko đang là người đứng đầu tiên, anh ta có giáp thiên thần Êm Minh thì vẫn còn đó là đồng hồ, nên nhớ là như vậy. Hãy cùng chờ xem Êm Minh sẽ tận dụng cái đồng hồ của này của mình như thế nào và lao lên từ Lava. Nhưng những tình huống cầu máu anh ta là quá đơn giản và quá ít ỏi. Bất chiêu cuối lên tiến từ đi lại, anh ta giữ một người, đó chính là Gideon, và Gideon bốc hơi trước khi ta có thể kịp làm gì thêm. Êm Minh bấm đồng hồ trong bối cảnh ta bị giữ chân lại bằng cổ ngữ, và tất cả những gì mà anh ta có thể làm là đứng im chờ chết. Và đó là linh hồn rồng lửa cũng như là bàn thắng sẽ có ở trong váy nơi thi đấu thứ hai dành cho Fritzman. Và thậm chí rằng âm ty đang có một tình huống solo kill trước Aria, chỉ cần hồi lại kiệt và hỗ trợ Aria tốc biến không quá tường. Tốc biến độc đầu cuối cùng của ta trước khi phải nhìn cái nhà chính của mình phát nổ. Đợt lính tràn vào là có một Labyrinth, một lính đủ và thừa sức để giúp cho Fritzman có được chiến thắng ở trong ván thi đấu thứ hai này. Chính xác là như vậy, sự thay đổi người đang mang lại cái độ hiệu quả nhất định dành cho bên phía Kurion. Với sự xuất hiện của Morgan thì mọi thứ càng cởi mở hơn rất là nhiều. Nói là nói như vậy thôi chứ Hena đã có ván thi đấu rất thành công, và các thành viên còn lại đến từ bên phía Kurion không mắc quá nhiều những cái sai lầm. Chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai này là một cái chiến thắng rất là tốt dành cho đội của họ. Và đây vẫn sẽ là kỳ thi đấu mà chúng ta chưa biết được rằng điều gì sẽ xảy ra trong ván thi đấu thứ ba. Mọi thứ vẫn đang còn bỏ ngỏ, nhưng mà trước hết đội hình đến từ bên phía Kurion họ đang làm được một cái chỗ, đó chính là gia đoạn đi đường lúc nào họ cũng sẽ có được lợi thế cả. Và họ thường xuyên là đội tuyển chủ động hơn ở dạng về giữa và giai đoạn về cuối của ván đấu. Nếu như họ không mắc sai lầm, KT Royster sẽ hơi khó để có thể lội ngược dòng ở trong những cái thế mà bị dẫn trước. Và đó, những diễn biến của ván thi đấu thứ hai chúng tôi sẽ quay trở lại khi mà ván thi đấu thứ ba được sẵn.